Gửi câu hỏi về chương trình, khán giả có số điện thoại là 0397, 3 số cuối là 890 ở Nghĩa Hưng, Nam Định đã hỏi như sau. Nhà tôi nuôi con nghé được 2 năm rồi, nhưng con nghé nó có hiện tượng ăn rất là ít, đi ngoài phân lỏng màu đen. Ban ngày thì tôi cho nghé ăn cỏ đồng, đêm đến tôi cho ăn rơm với cám gạo hòa nước. Xin được hỏi nguyên nhân và cách khắc phục bây giờ như thế nào? Vâng thưa khán giả, chuyên gia Nguyễn Thị Liên Hương đã trả lời câu hỏi này như sau. Vâng, kính thưa khán giả, ở đây con nghé nó có cái hiện tượng phân đen, tức là rối loạn tiêu hóa. Mà ở nghé thì nó, cái giai đoạn 2 năm tuổi rồi thì cũng nên là tẩy ký sinh trùng. Bởi vì giun sán nhiều cũng là một nguyên nhân gây rối loạn tiêu hóa. Thế cho nên là nếu mà chưa tẩy giun sán thì hãy tẩy giun sán cho nghé. Đồng thời là tẩy xong thì có thể là muốn cho cái đường tiêu hóa nó tốt hơn thì ngày thì vẫn ăn cỏ, nhưng chúng ta cũng có thể cho nó ăn thêm những cái lá mà có chứa nhiều tannin, ví dụ lá mít, lá sung, rồi lá chè xanh chẳng hạn. Đấy là những lá ổi, đấy là những cái lá mà nó có nhiều tannin thì nó cũng sẽ hạn chế cái việc rối loạn tiêu hóa ở nghé. Thế và một điều nữa tôi muốn nhấn mạnh là ở đây khán giả bổ sung rơm và cám gạo vào buổi tối. Thì nếu mà đang giai đoạn phát triển thì chúng ta cũng cho nó ăn thêm như thế thì rất tốt. Thế nhưng mà cái cám gạo đó không được hòa vào nước, bởi vì tất cả các thức ăn tinh muốn cho con gia súc nhai lại nó tiêu hóa được tốt thì nó phải ở giữ lại ở cái dạ cỏ. Chứ còn nếu mà chúng ta hòa vào nước thì nó thường nó hấp thu nhanh và nó đẩy xuống, thì nó nhiều khả năng là nó lại còn gây rối loạn tiêu hóa. Đấy, cho nên là với thức ăn tinh tôi nhấn mạnh lại là không nên hòa nước cho nghé cũng như các cái trâu bò, dê cừu chẳng hạn, những cái động vật ăn cỏ mà nó có tiêu hóa dạ dày 4 túi thì không được hòa nước mà chúng ta cho nó ăn khô. Muốn bổ sung thì chúng ta hãy chặt một ít cỏ ra và trộn cái cám gạo đấy vào cho nó ăn, hoặc là chúng ta cứ để vào thì nó cũng sẽ tự nó liếm nó ăn.